Xin chào cô chú, anh chị và các bạn thân mến. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh của mình. Kính chúc mọi người có một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay mình xin chia sẻ đến cô chú, anh chị và các bạn một món ăn. Đó là món thịt chiên trứng muối. Trứng muối khi được kết hợp cùng với thịt và các nguyên liệu khác sẽ tạo nên một món ăn rất thơm ngon nha mọi người. Món ăn sau khi được hoàn thành, màu sắc của món thịt chiên trứng muối cũng rất bắt mắt. Khi ăn thử chúng ta sẽ cảm nhận được vị béo bùi của trứng muối. Với món thịt chiên trứng muối, cách làm cũng rất đơn giản, nên mọi người có thể xếp món ngon này vào thực đơn của gia đình nha. Bây giờ mình mời mọi người cùng mình vào bếp thực hiện món ăn ngon này ha. Đây là phần nguyên liệu mình đã chuẩn bị sẵn nè. Trước tiên mình có 2 lọ bún tàu. Bún tàu mình đã ngâm nước cho nở trước rồi. Bây giờ mình sẽ cắt sơ cho bún ngắn lại một chút nha. Mình có thêm 10g nấm mèo khô. Nấm mình cũng ngâm nước cho nở. Sau đó rửa nấm sạch. Tiếp theo mình sẽ cắt nấm mèo thành sợi nhỏ. Một chút hành lá. Phần đầu hành mình để xay với thịt. Còn lá hành mình thái nhỏ ha. Tiếp theo mình có 450g thịt heo. Thịt heo mình lóc bỏ phần da. Sau đó thái thịt nhỏ, rồi cho vào máy xay nhuyễn. Mọi người có thể mua thịt xay sẵn cho tiện cũng được nè. Hôm nay mình sẽ dùng 4 quả trứng vịt muối và 2 quả trứng gà. Trước tiên mình sẽ tách lòng đỏ và lòng trắng trứng gà ra. Lòng trắng mình cho vào trộn với thịt nè. Còn lòng đỏ mình sẽ dùng để quét mặt của món ăn. Tiếp theo mình cho hành tím vào máy và xay nhuyễn hành. Hành tím mình dùng khoảng 50g ha. Xay sơ hành xong, bây giờ mình sẽ cho tiếp đầu hành lá và thịt vào xay. Thịt nhiều nên mình sẽ chia làm 2 lần xay nha mọi người. Tiếp theo mình sẽ cho phần thịt còn lại vào, xay nhuyễn lần nữa là được. Khi xay thịt xong, mình sẽ nêm một ít gia vị vào. Mình có 1,5 muỗng canh đường. 1,5 muỗng cà phê bột ngọt. Khoảng 2 muỗng canh tiêu sọ đập chập. Sau đó mình nhấn máy xay cho gia vị được trộn đều hơn nha. Tiếp theo mình có 4 quả trứng muối. Mình sẽ tách lòng đỏ trứng muối để riêng. Phần lòng đỏ trứng muối, mình dùng nĩa tán nhỏ. Nếu mọi người thích trứng muối mịn hơn, có thể cho vào máy, xay chung với thịt luôn cũng được nè. Lòng trắng trứng muối đã có vị mặn rồi, nên món này mình không nêm muối. Tiếp theo mình cho hết thịt xay vào chung với lòng trắng trứng muối luôn. Khi cho thịt xay vào hết rồi, tiếp theo mình sẽ cho lòng đỏ trứng muối vào. Bây giờ mình sẽ khuấy cho thịt xay, lòng đỏ và hỗn hợp lòng trắng trứng muối được hòa vào nhau. Mình cũng cho phần lòng trắng trứng gà vào khuấy chung luôn. Mọi người nhớ đừng quên nha. Cuối cùng mình sẽ cho nấm mèo, bún tàu và lá hành vào tô. Mình trộn đều hỗn hợp một lần nữa là được. Khi hỗn hợp thịt đã trộn xong, mình sẽ cho thịt vào khuôn. Nếu mọi người không có khuôn, mọi người có thể cho thịt vào chén hay tô đều được nha. Khuôn mọi người nhớ quét một lớp dầu ăn, như vậy khi hấp thịt xong, mình lấy thịt ra cũng dễ hơn. Quét dầu ăn xong, mình cho thịt vào khuôn. Mình sẽ để thêm lòng đỏ trứng muối trên mặt thịt cho đẹp nha.
Mọi người muốn cắt trứng muối không dính dao, mọi người nên quét một ít dầu vào dao, như vậy khi cắt trứng muối không bị chín hay bị nát đâu nè. Mình có 4 lòng đỏ trứng muối, bây giờ mình sẽ chia trứng muối thành 4 phần nha. Trứng muối cắt xong, bây giờ mình sẽ xếp trứng muối vào khuôn. Tùy theo mọi người chia đều trứng muối là được. Có thể khuôn cho nhiều thịt hay ít thịt, nên mọi người nhớ canh chỉnh để thời gian hấp thịt cho phù hợp nha. Khi thấy nước trong nồi đã sôi, mình sẽ cho trứng muối vào hấp. Lửa mình để ở mức trung bình, mình sẽ hấp thịt khoảng 30 phút nè. Mình hấp thịt được 30 phút rồi. Bây giờ mình sẽ mở nắp và kiểm tra. Mình dùng xiên tre xâm thử xem thịt đã ráo nước chưa. Nếu xâm thịt mà thấy còn nước, mọi người đậy nắp và hấp thêm 5 hay 10 phút nữa để thịt chín hoàn toàn nè. Thịt hấp mình kiểm tra thấy đã ráo. Hai lòng đỏ trứng gà mình chừa lúc đầu, chờ mình sẽ cho thêm một muỗng cà phê dầu màu điều vào. Lòng đỏ quét mặt sẽ giúp món thịt hấp có màu sắc bắt mắt, còn dầu màu điều giúp món ăn không bị khô. Mình khuấy đều cho lòng đỏ và dầu màu điều hòa quyện lại. Mình sẽ múc lòng đỏ trải đều lên mặt thịt, một lớp mỏng vừa nha mọi người. Lúc này mọi người nên vặn lửa của bếp xuống mức nhỏ nhất. Để lòng đỏ trứng gà chín và ráo, mình sẽ để món thịt chưng thêm 5 phút. Mình không đậy nắp, như vậy trứng sẽ có màu đẹp. Khi đã chàn đều trứng rồi, mình sẽ xếp ớt sừng lên mặt thịt cho món ăn đẹp mắt hơn nè. Khi thấy lòng đỏ đã ráo, mọi người tắt bếp và để cho món thịt chưng thật nguội nha. Khi nguội hẳn, mọi người lấy thịt chưng ra khỏi khuôn sẽ dễ hơn đó. Món thịt chưng trứng muối đã nguội. Bây giờ mình sẽ cho món ăn ra dĩa. Vậy là mình vừa hoàn thành xong món thịt chưng trứng muối rồi nè. Món ăn có màu sắc bắt mắt, rất đẹp và thơm ngon. Mình xin mời mọi người thưởng thức món thịt chưng trứng muối cùng mình nha. Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã xem và like. Nhớ share và subscribe kênh cho mình nha. Hẹn gặp lại cô chú, anh chị và các bạn trong video kế tiếp. BB cả nhà, mãi yêu.